Ketika sang suami dengan bangga memperlihatkan istrinya yang rajin cuci piring. Và phải vạch váy lên. Ai dạ, ai dạ, ai dạ, ai. Thấy chưa, ăn xong phải rửa bát. Chứ đâu phải đơn giản đâu mà. Rửa đi. Vi ơi, chuột kìa. Vi, chuột, chuột. Hả? No dog. Chuột nói thế nào mọi người? Con chuột nói thế nào? Vi good. Rửa bát đi. Rửa bát đi. Đâu là lời cõi lên môi khi thấy buồn.